Ngày 6 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua internet. Đường dây này do đối tượng Lê Văn Lập ở tổ 11, phường Plao, thành phố Bảo Lộc tổ chức. Sau một thời gian trinh sát thu thập tài liệu, lực lượng cảnh sát hình sự Bảo Lộc đã triệu tập Lập. Đối tượng có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá trong mùa giải bóng đá Euro 2016 lên làm việc. Qua đấu tranh, Lập khai nhận vào đầu tháng 6 thông qua mối quan hệ xã hội. Sau khi lập tài khoản, Lập đã giao tài khoản và mật khẩu cá độ bóng đá cho Lê Tấn Cường, sinh năm 1966, để Cường sử dụng lên trang mạng Internet nhập tài khoản và mật khẩu để cập nhật tỷ lệ kèo trận đấu và cá độ bóng đá. Các con bạc thông qua Cường đặt cược tiền mặt trong tất cả những trận đấu trong giải Euro 2016. Quá trình điều tra đã xác định chính xác Lập và Cường sử dụng máy vi tính, điện thoại di động để phục vụ cá độ bóng đá. Tăng vật thu giữ gồm 34 triệu đồng tiền mặt, 2 dàn máy vi tính để bàn, 7 điện thoại di động, các loại của đối tượng trên, đồng thời tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án đối với các đối tượng tham gia cá độ trên địa bàn. Tổng cục Du lịch cũng dự kiến từ nay đến tháng 10 năm 2016 tổ chức các đoàn khảo sát thực tế ghi nhận tình hình du lịch Bắc Trung Bộ, đánh giá lại thực trạng du lịch khu vực Bắc Trung Bộ.